Thưa quý vị, nhằm tạo lá chắn cho công tác phòng chống dịch, thành phố Đà Nẵng đã và đang đẩy nhanh chiến dịch phủ vaccine toàn dân. Để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng y tế, không thể không nhắc đến đội hình thanh niên tình nguyện tại tất cả các điểm tiêm trên địa bàn thành phố. Tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố, nhất là điểm tập trung số lượng lớn người dân đến tiêm như cung thể thao Tiên Sơn, các tình nguyện viên thanh niên đều có mặt từ khá sớm để hỗ trợ lực lượng y tế hướng dẫn người dân tiêm chủng an toàn. Công việc mỗi buổi sáng của tụi em là bắt đầu vào lúc 6 giờ. Trước khi vào công việc thì tụi em sẽ mang đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cũng như là những người dân đến đây tiêm chủng. Thì công việc này đối với em trên tinh thần là tình nguyện, rất là ý nghĩa, cũng góp phần giúp cho người dân có thể an toàn khi đi tiêm. Xuyên suốt các đợt tiêm chủng, từ phủ mũi 1, mũi 2, cho đến nay là mũi tăng cường, không giai đoạn nào là thiếu vắng các đội thanh niên tình nguyện. Nhiều bạn đã tham gia xuyên suốt nhiều đợt và cho biết sẽ luôn hưởng ứng khi tổ chức đoàn kêu gọi. Anh tham gia công tác tình nguyện này được từ tháng 7 năm ngoái, cho đến bây giờ là được nửa năm. Công việc này nó tuy vất vả nhưng mà rất là ý nghĩa, góp phần với lực lượng y tế để đẩy lùi dịch bệnh. Hiện nay quận đoàn Hải Châu vẫn duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch. Thứ nhất là hỗ trợ công tác tiêm vaccine tại công thể thao Tiên Sơn. Thứ hai là hỗ trợ công tác khai báo y tế tại Ủy ban Nhân dân quận. Thì hai đội hình này chúng tôi duy trì hàng ngày với mong muốn là cùng toàn thể người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh, mong muốn thành phố trở lại quỹ đạo phát triển bình thường. Thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã và đang tăng tốc phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 3 cho người dân trong quý 1 này. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của toàn ngành y tế, tinh thần trách nhiệm của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch đã và đang là nguồn động viên, là sự hỗ trợ thiết thực để ngành y tế địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.